Rồi xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh điện thoại Ngọc Sương ha. Rồi thì hôm nay Ngọc Sương tiếp tục ra một cái clip để mà thanh lý lại một số cái dòng điện thoại cũ bên em bán ha. Rồi thì địa chỉ ở bên em là ở Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Em có ship có toàn quốc nha anh chị. Thì anh chị mua hàng bên em ấy thì vui lòng cọc trước cho em từ 50 đến 100 ngàn ha. Khi mà shipper giao hàng đến cho anh chị thì anh chị sẽ kiểm tra hàng ok rồi mới thanh toán số tiền còn lại nha. Rồi thì về chế độ bảo hành thì bên em sẽ bảo hành cho anh chị trong vòng một tháng và phần mềm nha anh chị. Rồi con đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh chị cái dòng Oppo nha. Đây là Oppo F11 nha anh chị, Oppo F11 ha, màu đen. Thì con này về hình thức của nó khoảng trên 95% nha, nói chung còn rất là ok, rất là đẹp nha anh chị. Máy xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G, cảm ứng này nọ này rất là ok, rất là nhạy nè. Màn hình của nó thì màn hình giọt nước 6.5 inch, rất là to luôn ha. Oppo F11 con này phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. RAM 6, bộ nhớ 64GB. Thì con này pin của nó là 4.500 ha. Nói chung ok hết nha anh chị, vân tay đầy đủ hết luôn nha. Rồi con này thì cái chui sạc của nó là chui sạc chui sạc micro nha anh chị. Rồi giá bán là 2.8 triệu nha. Oppo F11 giá 2.8 triệu, tặng kèm cho anh chị ốp lân cường lực và bộ sạc nha. Rồi tiếp theo là một con dòng Realme. Đây là Realme Sơ 2 nha anh chị, màu xanh dương ha. Thì về hình thức thì con này khoảng 96-97% còn rất là keng. Rồi thì màn hình của nó là 6.1 inch nha anh chị, màn hình giọt nước 6.1 inch ha. Màn hình hiển thị rất là đẹp luôn. Giới thiệu điện thoại Realme Sơ 2 nha anh chị, con này phiên bản Android 9 chấm này. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Thì pin con này là 4.000 nha anh chị, 4.000 thì nó cũng khá là trâu, khá là ok rồi ha. Rồi giá bán con này là 1.500.000 nha anh chị, giá 1.500.000 cho anh chị ha. Đây cam kiếp này nè, ok hết nha anh chị. Rồi Realme Sơ 2 giá 1.500.000 cho anh chị nha, tặng kèm ốp lưng cường lực và bộ sạc. Rồi tiếp theo là một con dòng Samsung A10 nha anh chị, Samsung A10 màu xanh dương luôn. Và hình thức của nó này khoảng cũng còn 95-96% nha anh chị, không xước gì hết ha. Máy rất là đẹp luôn. Rồi màn hình của nó thì 6.2 inch, con này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB. Galaxy A10 đây nha. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Thì pin con này là 4.000 nha anh chị. Cam kết này nọ ok nha. Rồi giá bán của Samsung A10 này em để lại giá là 1.550.000 ha. 1.550.000 tặng ốp lưng cường lực và bộ sạc cho anh chị nha. Rồi tiếp đến là mình có một con dòng Battery K1 nha anh chị. Đây, Battery K1 thì về hình thức thì con này nó cũng có nhâm theo thời gian nha anh chị. Nói chung thì máy nguyên zin hết luôn nha. Máy xài rất là ok nha anh chị. Cái nút nguồn nó ở phía bên trái ha. Rồi con này thì cấu hình của nó thì RAM 3, bộ nhớ thì 32GB. Chế độ màn hình là gồm có là cảm ứng và bàn phím nha anh chị. Bàn phím thì nói chung là xài cái nào cũng ok hết nha, không có lỗi lầm gì hết nha anh chị. Máy xài được một sim ha. Máy chính hãng nha anh chị. Thì con này pin của nó là 3.500. Nó chạy chip Snap là 625 nha. Rồi con này em để là giá cho anh chị là giá 1.900.000, xài rất là ok nha anh chị. Cam kết này nè ok hết ha. Đây cam rất là rõ luôn ạ. Rồi giá bán 1.900.000 nha anh chị, tặng kèm cho anh chị sạc ha. Sạc của nó là sạc Type-C nha anh chị, sạc chui lớn ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Redmi nữa. Đây là Redmi 8A nha anh chị. Redmi 8A màu đen. Vỏ sale của nó có trầy xước theo thời gian nha anh chị, có trầy xước ha. Rồi mặt trước thì không có bị xước gì nha anh chị. Con này thì màn hình của nó thì 6.2 inch. Đây giới thiệu điện thoại Redmi 8A nha anh chị. Con này bản RAM 2, bộ nhớ 32GB. Thì pin của nó là 5.000, pin rất là trâu luôn nha anh chị. Xài con này cảm ứng của nó nè, đây cảm ứng rất là mượt mà luôn ha. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G, máy không có lỗi lầm gì hết nha anh chị. Rồi giá bán của Redmi 8A thì em để là giá cho anh chị là giá 1.600.000 thôi nha. Redmi 8A giá 1.600.000, tặng kèm cho anh chị ốp lưng cường lực và bộ sạc luôn nha. Giá 1.600.000 ạ.
Rồi tiếp theo là em có một con để chữa cháy ha anh chị. Đây là Samsung Samsung S6 Edge nha anh chị. Samsung S6 Edge, máy chính hãng ha. Máy chính hãng. Mặt sau của nó còn đẹp. Con này thì này anh chị để mua về để chữa cháy thôi nha anh chị. Cái màn hình của nó, màn hình của nó thì nó có bị nứt kính nha anh chị, nứt kính ha. Nó có bị màn hình có bị hai đốm màu đen nha anh chị, hai chấm đốm màu đen này, có màn có hồng này, ám hồng này, với lại nó bị nứt kính nữa nha anh chị. Thì em chỉ bán cho anh chị mua về xài chữa cháy, nghe gọi này nọ gì đó thì rất là ok nha. Nói chung thì bán theo cái giá sát thôi nha anh chị, giá 300.000 thôi ha. Mình lên mạng Zalo, Facebook, TikTok này nọ vẫn ok nha. Nói chung thì nghe gọi xài được một sim nha anh chị, xài một sim ha. Này đây, cảm ứng thì bình thường hết luôn nha anh chị. Camera này, đây camera vẫn chụp ok này, rất là nét luôn này anh chị đây ha. Rồi cam trước cam sau vẫn ok nha anh chị. Nói chung em bán theo cái giá sát để cho anh chị mua về xài chữa cháy này nọ ha. Giá 300.000 nha anh chị. Samsung S6 Edge giá 300.000. Máy chính hãng nha anh chị. Rồi tiếp theo là em có hai con dòng Oppo nha anh chị. Đây là Oppo A5 2020 ha, một con thì màu đen và một con thì màu trắng nha anh chị. Rồi thì ngoại hình của nó thì khoảng còn 93-94% nha anh chị. Nói chung thì cũng có trầy xước theo thời gian ha. Nói chung thì con này thì màn hình của nó là 6.5 inch. Oppo A5 2020, phiên bản Android 10 chấm nha anh chị, RAM 3, bộ nhớ 665. Bộ nhớ là 64GB ha. Con này chạy chiếc Snapdragon là 665 nha anh chị. Pin của nó thì 5000 ha. Nói chung thì mọi chức năng này nào ok, vân tay còn đầy đủ nha anh chị. Xài pin xài rất là trâu ha. Thì ngoại hình của nó có bị xước theo thời gian nha anh chị. Nói chung thì khoảng còn 93-94% gì ha. Rồi giá bán mỗi con là giá 2.250.000 nha anh chị. Thôi để em đỡ giá cho mọi người là giá 2.200.000 ha. Oppo A5 giá 2.200.000, tặng kèm ốp lưng cường lực và bộ sạc cho anh chị nha. Rồi tiếp theo là em có mấy con dòng điện thoại full hộp nha anh chị. Đây ha, điện thoại full hộp, full hộp nha anh chị. Đây là Mi 6X nha anh chị, Mi 6X hay còn gọi là Mi A2 ha. Rồi máy này là full hộp, máy mới hết luôn nha anh chị, mới hoàn toàn nha. Rồi mặt trước của nó là còn dán cái miếng chống trầy á, em lột ra rồi em giới thiệu cho anh chị luôn ha. Đây, tên thiết bị đây. Mi 6X hay còn gọi là Mi A2 nha anh chị. Con này thì bản RAM 6, bộ nhớ 64GB. Bản RAM 6, bộ nhớ 64GB ha. Bộ vi xử lý là 8 nhân mạnh nhất nha anh chị. Thì con này nói chung thì xài rất là ok. Game good này nọ ok lắm luôn nha anh chị. Con này nó chạy chip Snap là 660 ha. Chức năng này nọ ok hết luôn ha. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G ha. Rồi cam kiếp rồi nha anh chị. Đây cam kiếp ok, rất là ok luôn ha. Máy bán là máy mới full hộp nha anh chị. Đây là số email của nó nè. Quan tay còn đầy đủ hết, nói chung thì nguyên hết nha anh chị, nguyên zin hết luôn ha. Giá bán là 2.500.000 nha anh chị. Giá bán 2.500.000 ha, Mi 6X. 2.500.000 mà mình có một con máy RAM 6, bộ nhớ 64GB thì còn gì bằng nữa ha anh chị. Thì con này phụ kiện đi kèm nó gồm có cái bộ sạc ha, bộ sạc Mi luôn nha anh chị. Bộ sạc và một cái ốp lưng hả? Bộ sạc và ốp lưng nha anh chị, gồm có 3 màu. 3 màu ha, màu đen này, màu đen, màu vàng gold và màu hồng. Màu hồng bạc, màu hồng nhạt nha anh chị. Đây là màu hồng nhạt ha. Rồi tiếp theo là màu vàng gold nha anh chị. Màu cuối cùng là màu đen ha. Máy mới hoàn toàn full hộp nha anh chị. Giá bán mỗi con là 2.500.000 nha. Anh chị mua về xài chơi game này nọ thì rất là ok nha anh chị. Rồi tiếp theo là em còn một con. Hôm nay để em dán vô đỡ nó bị trầy nữa. Rồi dán vô đỡ trầy ha. Rồi tiếp theo là em còn một con Vivo Y17 nha anh chị. Vivo Y17. Hết pin là sao rồi?
Rồi đây ha, đây cũng là Vivo Y17 full hộp luôn nha anh chị. Con này thì màu xanh ngọc ha, cấu hình con này thì RAM RAM 6, bộ nhớ thì 128GB nha anh chị. Pin của nó thì 5000 ha. Nói chung chức năng này là ok hết. Máy mới full hộp nha anh chị. Con này thì em sẽ để lại giá cho anh chị. Còn một con cuối cùng thì em để lại giá cho anh chị là giá 2,7 triệu luôn nha. Giá 2,7 triệu, RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin 5000 nha anh chị. Phụ kiện đi kèm gồm có nè. Gồm có bộ sạc tai nghe và một cái ốp lưng nữa nha anh chị. Bộ sạc tai nghe, ốp lưng và miếng dán cường lực cho anh chị luôn ha. Giá 2,7 triệu thôi nha anh chị. Đây, màn hình của nó thì 6.3 inch. Màn hình để hiển thị rất là đẹp luôn ha. Vivo 1902 hay còn gọi là Vivo Y17 nha anh chị. Đây là số email của nó này nha. Phiên bản Android 9 chấm. Con này RAM 6, bộ nhớ thì 64GB nha. Pin tới 5000, nói chung mọi chức năng này là ok. Rồi. Cam kiết rất là đẹp luôn nha anh chị, đây ha. Rồi giá bán con này em để là giá cho anh chị là giá 2,7 triệu nha, Vivo Y17 giá 2,7 triệu, RAM 6, bộ nhớ 128GB ha. Rồi tiếp theo là em có một con Oppo F3 Lite nha anh chị. Đây Oppo F3 Lite màu đen ha. Con này thì màn hình của nó thì 600, màn hình của nó thì 5.5 inch nha anh chị. Oppo A57 thì con gọi là Oppo F3 Lite ha. Con này bản RAM 3, bộ nhớ 32GB. Pin của nó thì 3100 nha anh chị. Máy còn mới, rất là mới đẹp luôn nha. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Cam ứng nhạy ha, cam kiếp này. Cam rất là đẹp nha anh chị. Rồi con Oppo F3 Lite em đỡ giá là cho anh chị là giá 1,2 triệu luôn nha. Giá 1,2 triệu tặng kèm ốp lưng và một bộ sạc cho anh chị ha. Giá 1,2 triệu nha anh chị. Rồi tiếp theo là em có một con Oppo. Đây là Oppo F7 màu đỏ nha anh chị. Máy còn rất là đẹp. Khoảng 97-98%, 97-98% nha anh chị. Rồi con này thì màn hình tai thỏ ha. Rồi em khởi động lại xíu nha anh chị, nãy giờ tắt nguồn ha. Con này thì màn hình tai thỏ 6.2 inch, cấu hình của nó thì RAM 4, bộ nhớ thì 64GB nha anh chị. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G, nói chung chức năng ok hết ha. Rồi em chờ nó khởi động lại xíu nha anh chị. Rồi khởi động rồi ha. Đây Oppo F7 nha anh chị. Con này phiên bản Android 10 chấm này, RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Màn hình hiển thị rất là đẹp luôn ha, không ám ố gì hết nha anh chị. Rồi thì con này em để lại giá cho anh chị là giá 2 triệu chẵn ha. Oppo F7 máy rất là đẹp luôn nha anh chị. Giá 2 triệu chẵn tặng kèm ốp lưng cường lực và bộ sạc cho anh chị ha. Rồi tiếp đến là em có một con Oppo A37 nha anh chị. Đây là Oppo Oppo A71 nha anh chị. Màu vàng gold ha. Thì về hình thức của nó thì còn rất là ok, rất là đẹp nha anh chị. Mặt trước mặt sau gì không có xước gì hết ha. Con này thì màn hình của nó thì 5 chấm thôi nha anh chị. 5 chấm nói chung thì cũng rất là nhỏ gọn nha. Con này cấu hình thì RAM 2, bộ nhớ thì 16GB nha anh chị. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G. Đây ha, Oppo A71 đời 2018 ha, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Con này nó chạy chip Qualcomm là 450 nha anh chị. Nói chung cảm ứng này nọ ok hết ha. Này, anh chị mua về xài làm máy phụ Zalo, Facebook, TikTok, bé học online vẫn ok ha. Con này thì pin cũng nói là 3100 nha anh chị. Rồi giá bán con Oppo A71 thì là giá 1 triệu chẵn nha anh chị. Giá 1 triệu chẵn tặng kèm cho anh chị ốp lưng và một cái bộ sạc cho anh chị ha, giá 1 triệu chẵn ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng mi ha.
Đây là mi 5 lớp nha anh chị, mi 50 lớp ha. Ngoại hình của nó này, ngoại hình nói chung là vỏ sao nó xấu nha anh chị. Nó bị trắc thủy ha, rồi bị trầy nữa, nói chung thì cũng ngoại hình xấu nha. Mặt trước thì không có xước gì nha anh chị, chủ yếu mặt sau thì nó xấu. Nhưng mà cũng không sao, chủ yếu là cái bên trong của nó chức năng này nó ok là được ha. Mấy con này anh chị mua về xài làm mấy phụ chữa cháy gì đó ok. Rồi màn hình rất là đẹp luôn ha. Máy zin luôn nha anh chị. Đây Redmi 50 lớp nha anh chị. Con này thì phiên bản Android là 8.1 nè. RAM 4, bộ nhớ thì 64GB. Con này nó chạy chip Snap là 625 nha anh chị. 625 ha. Nói chung thì xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G. Mọi chức năng đều ok hết nha anh chị. Cảm ứng của nó là rất là mượt mà luôn ha. Con này thì mình có thể mua về chơi game liên quân này nọ thì ok. Cam này. Rồi giá bán con này em để là giá cho anh chị là giá 1.350.000 ha. Vỏ của nó hơi xấu nha. Thì anh chị mua con này em để là em tặng cho anh chị ốp lưng và một cái bộ sạc cho anh chị ha. Giá 1.350.000 nha anh chị. Mua về xài chơi game rất là ok. Rồi tiếp theo là một con cũng dòng Oppo luôn. Đây là Oppo A83 nha anh chị. Oppo A83 màu vàng gold. Rồi hình thức của nó khoảng 98% luôn. Màn hình là 5.5 inch nha anh chị. Màn hình 5.5, 5.7 inch ha. Màn hình rất là đẹp luôn. Giới thiệu điện thoại. Tên thiết bị là Oppo A83 đời 2018. Rồi con này thì bản RAM 3, bộ nhớ thì 32GB. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G. Zalo, Facebook, TikTok. Học online, chơi game cũng được nha. Rồi giá bán con này là giá 1.400.000 nha anh chị. Oppo A83 giá 1.400.000, tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và bộ sạc luôn nha. Cam kiếc ha. Cam kiếc ok nha anh chị. Rồi giá 1.400.000 nha anh chị. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là em có một con, em còn một con đây ha. Đây là con Redmi Note 10 nha anh chị. Redmi Note 10 màu xanh lá ha. Thì con này về hình thức khoảng còn trên 95% nha anh chị. Rồi thì con này màn hình của nó thì màn hình chọt lỗ 6.5 inch ha. Máy zin hết nha anh chị. Rồi màn hình hiển thị rất là đẹp luôn. Đây Redmi Note 10 nha. Thì con này bản RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đây RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Thì nó chạy chip Snap là 678 nha. Rồi, chơi game này nọ rất là ok, rất là mượt nha anh chị. Đây, cái chui sạc của nó là chui sạc Pepsi nha anh chị. Hỗ trợ sạc nhanh 33W ha. Cảm ứng này nọ ok, máy này xài rất là mượt nha anh chị. Redmi Note 10 ha. Cam của nó nè. Rồi giá bán của Redmi Note 10 em đổi là giá cho anh chị là giá 2.900.000 nha anh chị. Giá 2.900.000, tặng kèm cho anh chị ốp lưng cường lực và bộ sạc cho anh chị ha. Giá 2.900.000 nè. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là hai con dòng Oppo, đây là Oppo A39 nha anh chị. Oppo A39 ha. Oppo A39 một con thì màu vàng gold, một con thì màu hồng nhạt nha anh chị. Con màu vàng gold hết pin rồi ha. Rồi em giới thiệu con màu vàng nhạt nha anh chị. Đây Oppo A39 thì con này thì màn hình của nó thì 5.2 inch nha anh chị. Oppo A39 con này thì cấu hình RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin của nó thì 2009 nha anh chị. Thì mình xài Zalo, Facebook, TikTok hoặc online này nào ok nha. Xài 2 sim và hỗ trợ sim 4G. Này cam kiếp nè. Rồi giá bán của Oppo A39 thì em sẽ để là giá cho anh chị là giá 1.100.000 ha. Giá 1.100.000. Con này thì vỏ, cái vỏ của nó bên dưới nó có bị hở ra một xíu nha anh chị. Đây nó bị hở một xíu nhưng mà không ảnh hưởng gì hết nha anh chị. Xài vẫn bình thường, vẫn ok nha.
giá 1,1 triệu mỗi con nha anh chị. Con nào nó còn bị hở dưới này, gấp dưới này xíu này đây ha. Giá 1,1 triệu tặng kèm ốp lưng và bộ sạc cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là em có một con dòng Samsung. Đây là J4 co nha anh chị, Samsung J4 co ha, màu đen. Mặt trước mặt sau không xước gì nha anh chị. Đây là J4 co ha. Thì con này cấu hình của nó thì RAM có 1 rồi nha anh chị, RAM 1 bộ nhớ 16GB rồi ha. Mình xài được Zalo, Facebook, TikTok, nói chung thì mọi chức năng đều ok hết, xài 2 sim hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Cam kết này nào ok nè ha. Rồi anh chị mua về cho bé học online này nào ok nha. Con này em để lại giá cho anh chị là giá 1,1 triệu ha. Samsung J4 co giá 1,1 triệu cho anh chị ha. Máy rất là đẹp luôn nha anh chị, giá 1,1 triệu. Tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng, miếng dán cường lực và bộ sạc cho anh chị luôn ha. Samsung J4 co giá 1,1 triệu ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Redmi Note 7 nha. Thì anh chị mua máy về xài xài chữa cháy, chơi game á, này nọ thì rất là thích nha anh chị. Đây cái con này xài chơi game rất là thích luôn. Tại vì cái mặt trước của nó này, màn hình trước của nó có bị xước nha anh chị. Bị xước màn hình ha. Đây, em để như thế này cho anh chị thấy rõ nha. Màn hình của nó thì có bị xước, kiểu như bị xước lông mèo nha anh chị. Đây, nhìn nghiêng thì mới thấy ha. Đây, có bị xước lông mèo này. Rồi còn mặt sau thì không có xước gì hết nha anh chị. Chủ yếu là cái màn hình của nó là nó bị xước lông mèo ha. Rồi con này thì cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64GB. Thì nó chạy chip Snap là 660 nha anh chị. Chơi game Liên Quân này nọ thì rất là mượt luôn nha. Redmi Note 7 RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Mọi chức năng đều ok hết, xài 2 sim hỗ trợ sim 4G nha. Rồi em có dán miếng cường lực rồi nha anh chị. Cam kiết này nọ đẹp nè. Rồi giá bán của Redmi Note 7 em đỡ lại giá cho anh chị là giá 2 triệu chẵn ha. Giá 2 triệu chẵn, vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị. Mua về xài chơi game rất là ok. Giá 2 triệu chẵn, tặng kèm cho anh chị ốp lưng, cường lực và bộ sạc nha. Rồi tiếp đến là em có hai con dòng Samsung J7 2018 nha anh chị. Đây ha. Đây là Samsung J7 2018 nha anh chị. Một con thì màu xanh dương và một con thì màu đen nha anh chị. Rồi em giới thiệu con màu đen trước ha. Rồi thì con này về hình thức của nó là khoảng còn trên 95%. Nói chung máy rất là đẹp luôn nha anh chị. Con này thì màn zin, màn Super AMOLED ha. Samsung Galaxy A7 2018 nha anh chị. Rồi con này thì bản RAM 6 bộ nhớ thì 128GB ha. Bản RAM 6 128GB. Pin của nó thì 4000 nha anh chị, mọi chức năng được ok. Được bản với RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh chị. Này, camera này nọ ok hết ha. Rồi con màu đen này thì em để lại giá cho anh chị là giá 2 triệu rưỡi nha. Bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Màn hình là màn hình Super AMOLED nha anh chị. Giá 2 triệu rưỡi cho anh chị nha. Máy rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là con này là con màu xanh dương nha anh chị. Cũng là A7 2018 ha. Nhưng mà con này thì bản RAM 4 thôi nha anh chị. Bản RAM 4 64GB nha. Đây con này thì bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Nói chung thì mọi chức năng này nọ cũng ok hết ha. Xài 2 sim hỗ trợ sim 4G. Nói chung máy không có lỗi lầm gì hết nha anh chị. Con này em đỡ là giá cho anh chị là giá 2 triệu chẵn luôn nha anh chị. Samsung A7 2018 RAM 4 bộ nhớ 64GB. Giá 2 triệu chẵn. Còn cái con mà RAM 6 bộ nhớ 128 thì giá 2 triệu rưỡi nha anh chị. Rồi tiếp theo là em có hai con máy tính bảng nha anh chị.
hai con máy tính bảng Samsung ha. Thì anh chị mua về cho bé học online hay là mua về để mà xem phim YouTube hát karaoke này nọ thì rất là ok ha. À, cái con đầu tiên này là con Samsung Tab A. Nước nguồn đâu ta? Đây. Rồi giới thiệu máy ha. Đây cài đặt đây. Đây, đây là Galaxy Tab A 2016 nha anh chị. Đời 2016 ha, thì con này cấu hình của nó thì RAM 1.5, bộ nhớ thì 8GB nha anh chị. Mình xài được được SIM ha. Mình xài được SIM và hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Xài SIM 4G và Wi-Fi, nói chung thì chức năng này là ok nha. Cái ngoại hình của nó có bị xước theo thời gian nha anh chị. Vỏ có bị xước theo thời gian ha. Để em xem cái mặt trước của nó. Mặt trước của nó thì nó nói chung nó cũng có bị xước nhẹ nha anh chị, có bị xước nhẹ trước ha. Rồi con này thì anh chị mua về cho bé học online này nọ rất là ok. Đây cam kiếp của nó ok nha anh chị. Cam ok ha. Đây cam cũng rất là ok luôn nè. Rồi con này em để lại giá cho anh chị là giá 1 triệu chẵn nha anh chị. Pin của nó rất là cầm nha anh chị. Pin cầm ha. Hình như là pin của nó là 4.000 hay sao á. Giá 1 triệu chẵn cho anh chị, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ha. Giá 1 triệu chẵn. Rồi còn cái con Samsung màu xám này ha. Màu xám này thì vỏ sau của nó này, mặt sau của nó cũng có bị trầy nha anh chị. Có trầy xước theo thời gian, nói chung trầy cũng nhiều á ha. Rồi thì con này là Samsung Tab, để em xem nè. Thông tin máy tính bảng. Đây là Samsung Galaxy Tab A đời 2019 nha anh chị. Đời 2019 ha. Con này thì màn hình của nó thì 8 inch. Màn hình của nó có bị phản quang nha anh chị. Đây phản quang như thế này ha. Anh chị thấy không ạ? Phản quang nè. Mình xài vẫn ok, không ảnh hưởng gì đến cái cảm ứng này nọ hết nha anh chị. Cảm ứng rất là nhạy luôn ha. Đây. Được cái là con này RAM 3 bộ nhớ, RAM 2 bộ nhớ thì 32GB nha anh chị. Lưu trữ đây ha. Rồi con này thì bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Rồi RAM là RAM này, tổng RAM của nó là 2GB ha, RAM 2 bộ nhớ 32GB. Pin của nó cũng rất là trâu nha anh chị. Nói chung thì màn hình của nó có bị phản quang, với lại mặt sau của nó thì có bị trầy xước theo thời gian nha anh chị. Máy xài ha, máy xài được SIM ha và hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Nói chung thì mọi chức năng đều ok hết nha anh chị. Mua về xài cho bé học online hay là mua về để nghe nhạc, xem YouTube hát karaoke thì nọ thì rất là ok. Rồi con này em để lại giá cho anh chị là giá 1 triệu 3 ha. Giá 1 triệu 3, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc nha. Rồi tiếp theo là một con đây ha. Tiếp theo là một con Samsung nữa nha anh chị. Đây là Samsung J4 cộng nha anh chị. Samsung J4 cộng màu đen. Rồi thì con này màn hình của nó là 6.1 inch. Đây ha, màn hình hiển thị đẹp nha anh chị. Samsung Galaxy J4 cộng này hay là J4 Plus nha anh chị. Rồi con này thì cấu hình là RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh chị. Pin của nó thì 3.300. Mình xài được 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G. Nói chung mọi chức năng này nọ cũng ok hết nha anh chị. Zalo, Facebook, TikTok hoặc online này nọ ok nha. Rồi cam tiếp ok nha anh chị. Đây ha. Rồi giá bán của Samsung J4 Plus thì em để lại giá cho anh chị là giá 1 triệu 4 nha anh chị. Giá 1 triệu 4, tặng kèm cho anh chị ốp lưng, cường lực và bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi em xin dừng video ở đây nha anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị và cô chú đã theo dõi và ủng hộ kênh ha. Thì ai có nhu cầu mua điện thoại cũ để xài thì cứ liên hệ trực tiếp bên em ở số điện thoại là 0879 182 796. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.